khá lớn ở tỉnh Hà Tĩnh thì thấy khách vắng hoe, chẳng thấy khách nào cả. Rồi đi ra bãi biển thì thấy thuyền nó nằm chất đống ở đó, có những con thuyền nó đậy bằng những cái tấm vải coi y hệt như là những cái thân thể bị liệm. Tôi thấy một cũng là một cái cảnh chết chóc. Ở ngoài biển thì không có một cái sinh vật nào cả, trên bãi cát thì không có một con dã tràng nào. Tôi thấy các bãi biển nó đều có những cái con vật nhỏ li ti như là con dã tràng, con cua, con ốc. Bãi biển này thì hoàn toàn chết hết rồi, không còn một tí gì là sự sống nữa. Khi tôi xuống biển thì tất cả mọi người đó người ta đều đề phòng là không có để cho. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc không được đến vùng thảm họa Formosa. Bà Hila Iver đã không được đến một số khu vực chịu thiệt hại nặng từ thảm họa Formosa trong chuyến viếng thăm Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 24 tháng 11 vừa qua. Bà Hila Iver, người Thổ Nhĩ Kỳ, được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm làm báo cáo viên đặc biệt về quyền lương thực năm 2014. Các báo cáo viên đặc biệt được biết đến là một phần của thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền. Thủ tục đặc biệt là cơ quan lớn nhất của các chuyên gia độc lập trong cơ cấu nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Các chuyên gia về thủ tục đặc biệt làm việc trên cơ sở tự nguyện. Họ không phải là nhân viên Liên Hiệp Quốc và không nhận lương cho công việc của họ. Họ độc lập và không bị chi phối bởi các chính phủ. Trước chuyến viếng thăm này, trợ lý của bà đã cho biết mong ước của bà Ever là được tới một số khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của Formosa như tỉnh Hà Tĩnh và một số nơi ở Quảng Bình, Nghệ An để tìm hiểu về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu có tác động thế nào tới đời sống dân sinh. Nhưng cuối cùng, bà chỉ được phép đến 3 địa điểm ở tỉnh Bắc Cạn, Quảng Bình và Cần Thơ. Bà đã có một vài đánh giá tổng quan về hiện tình quyền này tại đất nước hình chữ S, mà theo tôi là khách quan không thiên lệch. Bà ghi nhận những tiến triển của Việt Nam để giảm đói nghèo và cải thiện đời sống của người dân, nhưng đề nghị nhà cầm quyền có nhiều thay đổi chính sách và thực hiện nhiều cải cách để đảm bảo cho người dân thực sự thụ hưởng quyền căn bản này, đồng thời hạn chế những tác hại của sự phát triển thiếu cân bằng. Trong bản báo cáo công bố tại Hà Nội, bà Ever đã khái quát hóa lại điều kiện nghèo khổ vào bậc nhất của người dân ven biển. Đến thăm Quảng Bình, bà đã mắt thấy tai nghe về điều kiện sống mà bà nói là khá nghèo và phụ thuộc lớn vào tài nguyên thiên nhiên, và nhận định rằng dân cư ven bờ biển là những người nghèo nhất, do đó nằm trong những vùng dễ bị tổn thương nhất của dân số Quảng Bình. Bà được lãnh đạo tỉnh Quảng Bình xác nhận rằng đã nhận được 140 triệu đô la tiền đền bù thiệt hại từ Formosa qua chính phủ. Nhưng toàn bộ số tiền 500 triệu đô la thì bà cho biết: "Tôi không nhận được thông tin chính thức nào về cách thức phân bổ các khoản bồi thường ở cấp quốc gia." Bà nhận được những phản hồi về tình trạng đền bù không đủ, không công bằng, nghề nghiệp và sinh kế bị ảnh hưởng. Bà cho biết tiếp: "Tôi cũng tiếp nhận phàn nàn từ người dân cho rằng họ buộc phải ăn cá nhiễm độc do thu nhập giảm sút trầm trọng từ việc không thể thực hiện các hoạt động đánh bắt cá." Bà cũng ghi nhận thông tin rằng tình trạng di dân trên bình diện quốc gia và quốc tế ở khu vực ảnh hưởng đã lan rộng vì người dân phải ly hương để tìm kiếm cơ hội mới. Bà cũng khuyến khích chính phủ Việt Nam phải minh bạch và công khai về những vấn đề liên quan đến thảm họa này. Những ngư dân, những trẻ em và người già đang phải ăn cá nhiễm độc mà không biết. Những phóng viên, những nhà hoạt động trực tiếp tại nơi này đã bị bắt hoặc đang bị dồn vào chân tường. Cuộc sống của họ đã bị ảnh hưởng từng ngày và bị bỏ rơi ngay chính quê hương mình mới thực sự là thao thức của chúng ta. Chắc chắn sắp tới trong báo cáo trước Hội đồng Nhân quyền
chuyện Formosa sẽ được trình ra trước toàn thế giới. Nhưng liệu người trong nước chúng ta có còn tha thiết với việc bảo vệ môi trường do hậu quả Formosa gây ra và với chính sinh mạng của đồng bào mình hay không?